Hello, xin mến chào tất cả anh em. Ở đây là hai mẫu đẩy hai kênh đạt tổng doanh thu bán chạy nhất tháng 6 vừa qua em nhé. Hôm nay tiếp tục bên em sẽ lên video về một cục đẩy LT1000 và một cục đẩy LT1600. Hai mẫu đẩy này chơi gia đình thì rất là hay, hợp lý, hàng chính hãng, ok chưa? Đẹp xuất sắc cho tất cả anh em. Và trong cái tầm giá rất là bình dân, và hai sản phẩm này đều là bao ship cho tất cả các bác. Thì đây là mẫu đẩy LT1000 và cục đẩy LT1600. Các bác có thể thấy hai sản phẩm này nhìn mặt thì nó không khác gì nhau đúng không ạ? Nhìn nó giống nhau nhưng mà nó khác về phần công suất em nhé. Một con thì là công suất lên tới là 500W một kênh, và một con thì lên tới là 800W một kênh. Ok chưa ạ? Thì một cục đẩy anh em có thể chơi ra được một cặp loa bát 30, còn một cục đẩy chúng ta sẽ chơi ra được một cặp loa bát 40, rất là phù hợp. Hoặc là con LT1600 này anh em sẽ chơi ra là hai loa, tức là hai cặp loa bát 30 em nhé. Một kênh này anh em sẽ chơi ra là một cặp loa bát 30, hai kênh sẽ chơi ra hai cặp. Còn cái cục đẩy LT1000 này thì các bác có thể chơi ra được hai cặp loa bát 25, hoặc là anh em chơi ra một cặp loa bát 30 thì là rất là hợp lý. Ở đây là những cái dòng đẩy chạy mạch Class H sử dụng sò LG V-Kép, cho nên nó cho ra một chất âm rất là sáng tiếng đúng không ạ? Con LT1600 này thì nó cân nặng thì nó khoảng tầm 23 đến 24kg em nhé. Còn cái cục đẩy LT1000 thì cân nặng thì rơi vào tầm xem 19-20kg. Đây là một trong những hai mẫu đẩy đáng chơi nhất để cho anh em ghép dàn karaoke gia đình. Đặc biệt các bác nào mà đang có âm ly đúng không ạ? Âm ly đã cũ hỏng rồi thì tốt nhất anh em lên thay thế bằng cái cục đẩy, về chúng ta nghe nhạc và hát karaoke nó rất là hay, không những về chuyên nghiệp và nó sẽ tăng được cái lời ca, tiếng mic của chúng ta lên rất là tuyệt vời em nhé. Thì riêng cái cục đẩy LT1000 này thì hiện tại bên em đang bán với giá là chỉ có 4.500.000 đồng thôi, bao ship toàn quốc, ok chưa? Về các bác thay thế những cái dòng âm ly, anh em sẽ chơi ra một cặp loa bát 30, hoặc là nhà bác nào mà đang có hai cặp loa bát 25 thì chơi rất là hay anh em nhé, rất là hay. Trong cái tầm giá như em nói là chỉ có 4.500.000 đồng thôi, không những thế lại còn bao ship toàn quốc, ok chưa? Còn với cục đẩy LT1600 thì sao ạ? Thì các bác nào mà đang có hai cặp loa bát 30 hoặc anh em đang có một cặp loa bát 40 thì chúng ta nên sử dụng cục đẩy LT1600 này thì rất là hợp lý. Thứ nhất, hợp lý về công suất, thứ hai là hợp lý về túi tiền, ok chưa? Trong cái tầm giá 6.200.000 đồng thì chúng ta có thể sở hữu ngay được một cục đẩy hàng cao cấp chính hãng này, và cái sản phẩm này đều có tem bảo hành chống hàng giả anh em nhé, đều có tem bảo hành chống hàng giả. Hàng rất là chất lượng, đẹp và chất âm ra thì khỏi phải nói luôn. Em đã test cái sản phẩm này rất là nhiều rồi. Còn nội thất như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào mở lắp ra cùng khám phá nội thất của cục đẩy này. Ở đây thì vừa rồi em cũng đã tháo ốc ra rồi đúng không ạ? Nội thất thì các bác có thể thấy biến áp tất cả là biến áp nguồn đồng hết, và rất là to anh em nhé, cả bằng một cái bàn tay luôn, rất là khủng luôn. Và đây là tất cả sử dụng đều là bằng đấy, bằng những bằng lõi đồng hết em nhé, những cái lõi đồng này hết, hàng này hàng đồng nguyên chất luôn, rất là to. Chính vì vậy nó cho ra một chất âm rất là hay, uy lực và độ bền cao đấy. Chúng ta chỉ cần nhìn vào cùng nguồn này là anh em cũng có thể biết được đấy, cái cục đẩy này nó chất như thế nào đúng không ạ? Tiếp đến thì ở đây anh em có thể thấy với cái dòng đẩy này thì nó sử dụng lên tới là 2, 4, 6, 8 này. Tầng trên là 8 con sò LGVK, tầng dưới 8 con sò nữa, là 16 sò em nhé. Thì vế bên này cộng vào 16 nữa thì nó rơi vào tầm 32 sò LG, ok chưa? Mặc dù là một cục đẩy 2 kênh nhưng mà nó chạy lên tới là 4 quạt em nhé, 4 quạt tản nhiệt, 4 quạt tản nhiệt, trong đó có 2 quạt tản nhiệt ở đằng trước, ok chưa? Nó sẽ hút hơi mát ở bên ngoài và nó sẽ thổi vào trong. Và hai cái quạt ở đằng sau này nó sẽ có làm nhiệm vụ là hút hết hơi nóng ở bên trong và nó sẽ thổi ra ngoài. Đó, đây là nhiệm vụ của quạt nhé, ok chưa? Và tụ thì sao ạ? Con này thì nó sử dụng lên tới là 2, 4, 6, 8 con tụ tông đa, 8 tụ tông đa. Và tụ này là tụ 15.000 mAh và lên tới là 80V, ok chưa?
Đây là một trong những mẫu đẩy rất là đẹp và đáng chơi. Sử dụng mà tất cả những linh kiện đều là những cái linh kiện cắm em nhé, linh kiện cắm hết. Sử dụng mà lâu năm, 5-7 năm, chục năm không có vấn đề gì. Thì anh em có thể gửi ra những bác thợ gần nhà cũng có thể sửa chữa và thay thế được. Bởi vì đây là những cái cục đẩy được thiết kế ở những cái linh kiện rất là phổ thông, rất là phổ thông, gần như ở đâu cũng có em nhé. Thì chúng ta thay thế rất là đơn giản thôi. Và cái sản phẩm này khi anh em mua thì là hàng mới em nhé, hàng mới bóc hộp và chính hãng, bảo hành cho tất cả anh em lên tới là 1 năm. Lỗi tháng đầu tiên chúng ta sẽ đổi mới ngay trong vòng 30 ngày, ok chưa ạ? Hàng chính hãng luôn thì chúng ta sử dụng thì rất là yên tâm. Hàng này thì quá là yên tâm luôn rồi. Còn về đằng sau của cục đẩy thì sao ạ? Em sẽ quay về đằng sau một chút để cho anh em cùng xem. Đây là đằng sau của cục đẩy. Đằng sau của cục đẩy đây thì nó sẽ có 2 đường input này. 2 đường input, ok chưa ạ? Và có 2 cổng link. Anh em có thể link từ cổng số 1 này link sang cổng số 2 em nhé. Cắm vào cổng link số 1, link cổng số 2 này đều được này. Đầu ra thì anh em sẽ có sử dụng bằng cái răng Dietrich đều được. Còn là tốt nhất là chúng ta sử dụng bằng cái cầu xoắn loa này. Anh em sử dụng bằng cầu xoắn loa này thì nó sẽ chắc chắn hơn. Và nó không bị lâu năm này, lâu ngày nó không bị mô ve. Nó chắc chắn hơn là sử dụng bằng cái răng Dietrich kia rất là nhiều em nhé. Các chế độ gạt parallel, stair, bridge thì khi anh em mua em đã để chế độ stair hết rồi. Gạt qua tay phải nó sẽ là parallel. Parallel là link kênh em nhé, tức là chúng ta mở kênh 1 nhưng mà nó ra cả kênh 2. Nó ra cả 2 loa em nhé, mở kênh 1 nhưng mà nó ra cả 2 loa. Ok. Còn đâu để stair thì nó sẽ ra từng loa riêng biệt. Đấy, và gạt sang tay phải là bridge. Bridge là gì? Bridge là khi anh em đấu thì chúng ta phải đấu chập 2 đỏ này này, 2 cộng đỏ này là 1. Đó thì nó sẽ chập kênh vào, đúng không ạ? Khi nó chập kênh vào thì nó sẽ chơi ra những cái dòng loa công suất lớn, hoặc là anh em chơi cảm giác chất âm của nó sẽ được uy lực hơn em nhé. Đó, công suất lớn hơn thì nó sẽ uy lực hơn. Tiếp đến các chế độ nhạy đầu vào thì ở đây thì em đã gạt ở giữa là 1.0V. Anh em mà thích nhạy cao hơn thì chúng ta có thể gạt sang 0.75V em nhé. Đấy, gạt qua trái sẽ là 1.44V, ok chưa ạ? Đây là đằng sau của 2 cục đẩy này thì nhìn nó không khác gì nhau. Đấy, mẫu đẩy này thì quá đẹp luôn và là hàng cao cấp. Đấy, chính hãng và bảo hành cho tất cả anh em lên tới là 1 năm. Thì anh em có nhu cầu muốn mua ở những cái mẫu đẩy này để thay thế những cái dòng âm ni cũ của chúng ta thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với bên em. Hàng lúc nào cũng luôn luôn có sẵn. Rất là xịn sò và bóc hộp trực tiếp em nhé, làm video gửi đến tất cả quý vị và anh em. Thì ok, video này em xin dừng tại đây. Các bác có nhu cầu liên hệ trực tiếp với bên em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.